Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em lại giới thiệu đến các bác mẫu xe full carbon và được chạy full một bộ chuyển động của Shimano 105 và bên em đang bán mức giá chỉ có là 11 triệu 800. Đó, mức giá rất là rẻ cho một con xe full carbon và chạy một bộ chuyển động của Shimano 5700. Trọng lượng của chiếc xe thì rất là nhẹ. Đến từ thương hiệu Choya. Lớp sơn đen trong tổng thể chiếc xe rất là đẹp. Chạy bộ tay lắc 105. Như bi vòng bánh 700c phanh 3 mảnh. Túi đĩa trục rỗng của Nika. Cái hãng sản xuất phụ tùng xe đạp rất nổi tiếng dành riêng cho hãng Java, DK, nhìn trục rỗng, full một bộ chuyển động Shimano 1.5, 10 tầng líp và 2 tầng đĩa, nó khối lỗ. Mình 1 triệu 8, xe full carbon, khối lỗ và 105 thì nó rất là hợp lý với các bác. Bây giờ mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Chiếc xe của các bác đi từ khoảng mét 64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Đồ 105 với 10 tầng lít và 2 tầng đĩa. Và chiếc xe có 20 tốc độ khác nhau. Chuyển số, chuyển má ở chiếc xe rất là mượt mà. Đó. Giá bán của chiếc xe ngay từ đầu video đã nói là 11 triệu 800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác thì hết tiền. Các bác quan tâm với chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe mà bạn đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.